Sáng ngày 14 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2021, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chuyên đề về tốc độ và các lỗi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện Lê Chí Thành vi phạm quy định giao thông. Lúc này tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu thành xuống xe xuất trình giấy tờ. Nhưng thành tranh cãi với tổ công tác, đây là làn xe hỗn hợp không có biển báo cấm nên thành được quyền đi. Sau đó Thành quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ. Sau đó tổ công tác điều xe cẩu chuyên dụng đến kéo xe của Thành về nơi tạm giữ, nhưng Thành đòi phải có hợp đồng thuê xe cẩu. Vụ việc kéo dài đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày thì tổ công tác mới nâng được xe ô tô lên xe chuyên dụng. Trong lúc đang nâng xe thì Thành trèo lên xe cẩu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện công vụ tuần tra kiểm soát của tổ công tác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tại phiên tòa, Lê Chí Thành không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng mình đang thực hiện quyền giám sát của công dân.